Chào mọi người đến với kênh Góc Khu Lộc nha. Mấy ngày nay ở tỉnh mình đang bị cách ly chỉ thị 16 cho nên chả có đi đâu được, quay phim được hết á mọi người. Cho nên hôm nay mình có lục lại mấy cái clip cũ mình đi Đà Lạt á. Thì hôm nay mình sẽ đi dạo xung quanh và nói về những cái lịch sử về thành phố Đà Lạt cũng như những cái địa danh liên quan nha mọi người. Thành phố Đà Lạt được ghi nhận hình thành từ năm 1893. Thời điểm đó là bác sĩ Alexander Yersin lần đầu tiên đặt chân lên cao nguyên Lâm Viên. Trước đó đã có nhiều nhà thám hiểm khác đã đặt chân lên cao nguyên Lâm Viên rồi. Nhưng mà đến thời điểm đó thì ông mới nhận thấy là nơi đây là một cái nơi mà có thể là xây dựng một thành phố để nghỉ dưỡng được. Năm 1897 thì toàn quyền Paul Doumer quyết định tìm kiếm một địa điểm để xây dựng những chỗ nghỉ dưỡng dành cho công chức và binh lính Pháp Đông Dương thời bấy giờ. Nhận được thư riêng của Paul Doumer, Alexander Yersin đã đề nghị cho cao nguyên Lâm Viên. Đến năm 1899 thì cả hai người đã đến đây để khảo sát và quyết định khai thác trở thành thành phố Đà Lạt như bây giờ đó mọi người. Dự án thành phố Đà Lạt bị gián đoạn vào năm 1902 khi mà toàn quyền Paul Doumer trở về Pháp, mang theo cả ý tưởng về một thành phố ở trên cao nguyên. Đến 10 năm sau, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ thì nhiều người Pháp không thể trở về châu Âu như trước nữa. Từ giữa thập niên 1910, công cuộc kiến thiết thành phố Đà Lạt đã thực sự bắt đầu. Trong vòng 30 năm, những bản kế hoạch xây dựng thành phố Đà Lạt như là các biệt thự, công sở, trường học, khách sạn đã được hình thành. Vào năm 1945, thì Đà Lạt đã trở thành một cái khu đô thị với 25.000 dân, giữ một vai trò quan trọng trong ngành giáo dục và du lịch. Trong giai đoạn đầu của chiến tranh Việt Nam thì Đà Lạt được chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa quy hoạch và phát triển tương đối quy mô. Nhiều trường học, trung tâm văn hóa và các công trình kiến trúc liên tục xuất hiện. Đến năm 1964, tình hình chính trị miền Nam Việt Nam không ổn định và cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt. Đà Lạt cũng hứng chịu nhiều biến động và không còn như giai đoạn phát triển trước đó. Đến sau năm 1975 thì giống như nhiều đô thị khác thời kỳ đầu chiến tranh, Đà Lạt bước vào một cái giai đoạn khó khăn. Từ cuối thập niên 1980, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, thành phố Đà Lạt cũng dần được hồi sinh, cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp. Đến năm 2009 thì Đà Lạt được Thủ tướng Chính phủ quyết định làm khu đô thị loại 1, tiếp tục giữ vai trò trọng điểm của vùng Tây Nguyên đó mọi người. Sau khi dắt mọi người đi một vòng nội thông thì bây giờ mình sẽ quay về thành phố Đà Lạt và dắt cho các bạn xem ở bên trong chợ Đà Lạt sẽ có những gì nha mọi người. Đây là phía bên hông của chợ Đà Lạt, còn được các bạn trẻ gọi là Hồng Kông bên hông chợ lớn, bởi vì cái khu vực này có một cây cầu nó bắc thẳng vô với trong cái tầng trên của chợ Đà Lạt. Thì khi đứng trên cầu, các bạn nhìn xa ra phía trên cầu thì sẽ thấy một khoảng không gian như là ở Hồng Kông vậy mọi người. Thì rất là nhiều bạn trẻ nó đi chụp hình nha. Còn đây là cái con đường ở phía sau của chợ. Thì ở con đường này mình lần nào mình lên Đà Lạt mình cũng hay đi bộ vòng vòng xung quanh đây hết á. Tại vì có một cái cảm giác rất thoải mái, thư thái
khi mà mình đi dạo thì mình sẽ ngồi ngắm những cái hoạt động của những người dân ở đây, rồi những cái quán xá, đôi khi bạn sẽ phát hiện những cái quán rất là hay mọi người. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có chợ Đà Lạt, là một trung tâm thương mại của thành phố, được coi là con tim của thành phố Đà Lạt khi mà tất cả những hoạt động mua bán đều diễn ra ở đây. Chợ Đà Lạt có từ năm 1929. Trước đây, chợ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, mái lợp bằng tôn và có tên là chợ cây. Khi chợ Đà Lạt đông dân hơn thì việc mua bán ở khu chợ cũ đã trở nên chật chội. Vì vậy, năm 1958, chợ đã được rửa sang và trở thành trung tâm thương mại. Từ đó đến nay, chợ Đà Lạt đã chứng kiến những thăng trầm lịch sử. Quy mô của chợ ngày càng phát triển hơn với 1.000 gian hàng phục vụ cho nhu cầu tham quan và mua sắm của bà con. Cho đến bây giờ thì rất là nhiều bạn trẻ đến đây ăn uống hoặc là mua những cái món quà lưu niệm đem về mọi người. Một địa điểm cuối cùng mà chắc chắn mình phải đến khi đến Đà Lạt đó chính là Viện Bảo tàng Sinh học Đà Lạt. Ở đây thì sẽ có những cái không gian để trưng bày những cái vật phẩm và những cái con vật mà đã được ướp xác lại mọi người. Thì mình đã có quay một cái clip và mình review rất là kỹ. Thì cái clip này mình sẽ quay xung quanh cảnh cho mọi người xem thôi. Ở trong đây có một quán cà phê. Thì nếu mà các bạn có ghé thì các bạn nhớ lên đây uống cà phê và nhâm nhi. Mình ngắm mưa thôi cũng rất là đẹp đó mọi người.